Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Ở các tập trước thì tôi đã có dịp khám phá Royal City, thành phố hoàng gia đẳng cấp thuộc tập đoàn Vingroup. Và hiện tại thì tôi đang có mặt tại một khu đô thị cực kỳ đẹp và hoành tráng, cũng do Vingroup xây dựng, được cho là đáng sống nhất tại Hà Nội thưa quý vị và các bạn. Đó chính là khu đô thị Time City. Khu đô thị Time City này là khu tổ hợp gồm các cái chung cư cao cấp, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện được tập đoàn Vingroup xây dựng trên quỹ đất rộng đến 36 hectare tại số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khu đô thị Time City này thì được thiết kế với lối kiến trúc Tây Âu hiện đại và kết hợp môi trường sống xanh với rất nhiều vườn hoa, cây xanh, hồ nước. Khi mà lần đầu tiên bước vào khu đô thị này thì tôi nghĩ là ai cũng phải choáng ngợp trước sự hoành tráng và rất nhiều các khu tòa nhà cao tầng quy mô cực kỳ lớn. Quy mô lớn và nhiều nhà ở như thế này nhưng mà cũng đều có người ở hết rồi. Có thể thấy là người Việt Nam mình giàu thật. Ngoài ra thì Bác Vượng có xây thêm cả dãy shop house gồm 10 căn, cao 5,5 tầng nữa, quá hoành tráng. Nhà Vinhome thì hoàn toàn thiết kế là smart home, rất nhiều các tính năng thông minh, tiện lợi. Ngay giữa trung tâm là sảnh chính T10, lối xuống Vincom Megamall, khu trung tâm thương mại và cũng là một trong những cái tiện ích đáng giá nhất của Vinhome Time City. Ở đây có rất là nhiều các cái thương hiệu nổi tiếng như là rạp chiếu phim, rồi là siêu thị Vinmart. Ngoài ra còn có hệ thống thủy cung quy mô lớn nhất hiện nay. Ngay lối vào trung tâm thương mại có hồ cá koi rất là đẹp. Bên cạnh đó là rất nhiều các cái tiện ích khác của Vingroup như trường học Vinschool đạt tiêu chuẩn quốc tế. Con em chúng ta học ở đây thì quá là yên tâm rồi. Học song song hai ngôn ngữ và được đào tạo từ bậc tiểu học cho đến trung học phổ thông luôn. Không thể không kể đến đó là bệnh viện Vinmec, bệnh viện đa khoa quốc tế. Phòng bệnh thì được thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao rất là cao cấp, với rất là nhiều các cái tiện ích khác như là bể bơi dành cho cư dân, khu vui chơi, vườn hoa công viên, khu vực nướng BBQ thì quá là đầy đủ rồi. Và thiết kế thì rất là tinh tế, cực kỳ đẹp. Và vừa rồi chúng ta đã cùng khám phá khu đô thị đẳng cấp Time City thuộc tập đoàn Vingroup. Nếu quý vị và các bạn có ý kiến đóng góp xin hãy comment ở bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.